Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách chèn chữ ký và trong văn bản Word Để chèn chữ ký và trong văn bản Word á, thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ ký chữ ký của bạn vào tờ giấy A4 Và lưu ý nha, các bạn chúng ta nhớ ký to lên Sau khi các bạn chúng ta đã ký chữ ký của bạn vào tờ giấy A4 rồi á, Tiếp theo, các bạn chúng ta sẽ sử dụng điện thoại hoặc là máy scan để chúng ta tiến hành là chụp lại chữ ký và các bạn lưu ý nha, nếu mà các bạn chúng ta chụp càng đẹp á Thì khi đưa vào trong quạt nó sẽ càng đẹp Còn nếu mà các bạn chúng ta chụp mờ á Đưa vào trong quạt nó sẽ rất là xấu Rồi bây giờ sau khi các bạn chúng ta đã chụp lại chữ ký rồi á Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ tiến hành là Đưa cái chữ ký đó Lên máy tính bằng nhiều cách Ví dụ như là có thể là gửi qua Facebook Hoặc là gửi qua Gmail Sau đó các bạn chúng ta sẽ Đào về máy tính Rồi đây là chữ ký của tôi Rồi sau khi có chữ ký rồi á Tiếp theo tôi sẽ vào trong Word Sau đó tôi sẽ tiến hành là chèn hình ảnh chữ ký Bằng cách là tôi sẽ vào tab insert Tiếp theo tôi chọn vào mục là picture Ở đây á, tôi sẽ chọn vào zip file này Bây giờ tôi sẽ tiến hành là chèn hình ảnh chữ ký Ở đây tôi sẽ chọn vào hình ảnh này Bấm vào insert Rồi sau khi các bạn chúng ta chèn hình ảnh chữ ký á Sẽ có những phần dư thừa Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn Cắt bỏ những phần dư thừa cách là các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này, sau đó vào tab format, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là crop. Bây giờ các bạn chúng ta sẽ tiến hành là cắt những phần dư thừa. Rồi bây giờ tôi sẽ loại bỏ những phần dư thừa này. Rồi sau khi tôi đã loại bỏ những phần dư thừa, tiếp theo tôi sẽ bấm enter. Đó, nó sẽ ra như thế này sau khi tôi đã loại bỏ những phần dư thừa cái tấm hình này á nó quá lớn, bây giờ tôi sẽ thu nhỏ kích thước lại, bằng cách là chọn vào tấm hình này, sau đó tôi sẽ thu nhỏ kích thước lại, vừa đủ thôi nha, đó kích thước như thế này. rồi việc tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là loại bỏ nền của tờ giấy A4. để loại bỏ nền của tờ giấy A4 á thì các bạn chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây. bước đầu tiên á các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này, sau đó bạn sẽ bấm phải chuột vào hình ảnh, tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào mục là Format Bit đó, tôi chọn vào thì lúc này á các bạn để ý ở bên phải nó sẽ xuất hiện một thanh có tên là chờ ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào một hình ảnh này rồi tiếp theo ở đây các bạn để ý ở hai thì chọn đó là Riner và con bây giờ tôi sẽ tiến hành là tăng độ sáng lên bằng cách là tôi sẽ kéo thanh trường này khoảng là 15 hoặc 20% phần trăm tùy vào tấm hình nha nếu mà tấm hình của bạn á mà nó sáng thì các bạn chúng ta sẽ tăng ít thôi còn nếu mà các bạn chúng ta chụp tấm hình nó tối quá thì các bạn chúng ta phải tăng nhiều nha ở đây tấm hình của tôi á tôi tăng khoảng là 20 phần trăm ở đây tôi sẽ nhập là 20 này rồi tiếp theo ở một con chat á tôi sẽ tăng lên này để tôi tiến hành là loại bỏ nền A4 đó thì các bạn thấy lúc này á Nền của tờ giá A4 á Nó đã được loại bỏ Nếu mà các bạn chúng ta muốn đẹp hơn á Thì các bạn chúng ta phải canh tỉ mỹ nha Đó Như thế này tôi đã thấy đẹp rồi Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là Di chuyển hình ảnh chữ ký Dưới cái người báo cáo đó này Tôi chọn hình ảnh này Sau đó vào tab format Tiếp theo ở mục rap test Tôi chọn vào mục là info update test này Sau đó tôi sẽ Di chuyển chữ ký Dưới người báo cáo Đó Như vậy là Tôi vừa chèn chữ ký Và văn bản Word Đó Rất là đẹp Như vậy là trong video này Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách chèn chữ ký Và văn bản Word Nếu thấy video hay Hiểu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh Và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi